chuỗi hạt Mân Côi, chiến thắng quân Hồi giáo năm 1571 dưới thời Đức Giáo Hoàng Pio V 1566-1572 xảy ra một biến cố rất lớn làm sáng danh Đức Mẹ Mân Côi. Không những lúc ấy mà ngay cả bây giờ chưa có một thánh tích nào làm sáng danh Đức Mẹ Mân Côi như vậy. Đó là vào năm 1571, vua Sơ Liêm Đệ Nhị sau khi đánh Đông dẹp Bắc, đâm ra kiêu ngạo, muốn đem quân sang chiếm Đông, đóng Âu Châu, tiêu diệt Công giáo. Để thực hiện ý định đó, nhà vua cho chiêu tập nhiều sư đoàn quân Hồi giáo thiện chiến và quyết tâm giật được chiến thắng cuối cùng. Đứng trước mối nguy hiểm đe dọa hết sức nặng nề, Đức Giáo Hoàng Pio V hạ lệnh chiêu tập nghĩa binh thánh giá để bảo vệ Công giáo và nền văn minh Âu Châu. Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha được các vua Công giáo hưởng ứng nhiệt liệt. Đạo binh thánh giá được thành lập dưới sự hướng dẫn của các tướng lãnh thời danh, nhất là do sự tổng huy chỉ huy của tướng Đông Duân Đô Trích-sơ. Ngày 17 tháng 9 năm 1571, thủy quân Công giáo tiến vào vịnh Lơ Băng Tô, dàn trận đối diện với đạo binh Hồi giáo, đông gấp 10 lần. Đức Giáo Hoàng khuyên nhủ các quân nhân không nên cậy vào sức mạnh vũ khí mà phải hoàn toàn trông cậy vào quyền phép Đức Mẹ Maria. Ngài truyền cho giáo dân khắp nơi vẫy lần hạt Mân Côi, cầu xin Đức Mẹ ngăn tay kẻ dữ, ban hòa bình chân chính cho giáo hội và các quốc gia Âu Châu đang lâm nguy trước sự tấn công vũ bạo của địch. Trước khi phất cờ khởi chiến, các tướng lãnh và quân đội sắp mặt xuống đất, cầu xin Đức Mẹ ban ơn toàn thắng, đoạn hăng hái xông vào hỗn chiến với quân địch. Ngay tại vịnh Lơ Ban Tô, Đức Mẹ làm phép lạ cho gió và ánh nắng mặt trời đổi chiều sang bên đối phương. Thừa thắng, tướng Đông Duân Đốc quân tiến lên chém giết quân địch. Quân ta chiến đấu hăng say và tin tưởng, khiến địch quân phải thiệt hại vô kể. 30.000 quân Hồi giáo tử trận, 5.000 quân bị bắt làm tù binh, nhiều chiến thuyền địch bị đánh đắm. Lúc ấy, tại tòa thánh Phê-rô, Đức Pio V đang họp hội nghị quan trọng. Ngài bỏ phòng họp, hướng về phía vịnh Lơ Ban Tô và tuyên bố: ta hãy vào nhà thờ tạ ơn Chúa và Đức Mẹ vì chiến sĩ Công giáo đã toàn thắng. Các hồng y biên ký giờ ấy là 5 giờ chiều ngày 7 tháng 10 năm 1571. Do đó mà Hội Thánh Công giáo đã lấy tháng 10 làm tháng Mân Côi để nhớ lại thánh tích vịnh Lơ Băng Tô, chiến thắng mà Đức Mẹ đã cứu Giáo hội Công giáo bằng chuỗi hạt Mân Côi, để tưởng nhớ công ơn Đức Mẹ đã ban cho Hội Thánh chiến thắng Lơ Ban Tô. Đức Giáo Hoàng Pio V đã cho thiết lập lễ Đức Bà chiến thắng vào ngày 7 tháng 10 hàng năm. Để đến đời Đức Giáo Hoàng Gregorio VIII công bố sắc lệnh Mone Abbot Toles ngày 1 tháng 4 năm 1573 đổi lại thành lễ kính Đức Mẹ Sắc Thánh Mân Côi. Hơn nữa, cũng trong tháng 10 năm 1917, Đức Mẹ cũng đã hiện ra lần cuối cùng tại Fatima và tuyên bố: ta là nữ vương Mân Côi. Lời bàn: chiến thắng Lơ Ban Tô là một chiến thắng huy hoàng nhất từ xưa tới nay. Người Hồi giáo ngay bây giờ đã còn ấm ức với sự thua trận này, cho nên họ luôn tìm dịp để gây chiến với Giáo hội Công giáo và Tây Phương, vì họ cho Tây Phương là do ảnh hưởng của văn minh Công giáo. Câu chuyện thật nhỏ bé
chẳng đáng gì của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI khi nói chuyện tại quê nhà mà họ cũng xé ra to để có cớ phá phách thánh đường và giết hại tu sĩ nam nữ. Nhưng đã có bàn tay Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria thì họ cũng chẳng làm gì được. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả các anh em Công giáo đang sống tại các nước Hồi giáo.